Anh Nam đang cố gắng thu hoạch những ao tôm thả sau Tết Nguyên đán. Với một ao nuôi như thế này, sản lượng ước đạt hơn 4 tấn tôm thương phẩm. Tuy nhiên, với cỡ 40 con, 1 kg, thương lái chỉ mua giá 100.000, nên anh và nhiều hộ đã lên kế hoạch treo ao. Mỗi năm thì nếu mà nói với size 40 con thì tầm khoảng từ 130 đến 140, bây giờ thì nó thấp nó nhiều hơn. Giờ 100.000 đối với 40 con, cái giá thì nó không có lời vậy. Từ quê tới lỗ chứ không. Đơn hàng ít đã khiến các doanh nghiệp phải cắt giảm cả ngàn lao động, sản xuất cầm chừng. Giống như ngành tôm, chế biến xuất khẩu cá tra cũng đang bị nhiều áp lực bủa vây từ thị trường tiêu thụ lao dốc, giá xuất khẩu giảm mạnh, chi phí sản xuất tăng cao. Cái thức ăn hiện nay của mình á, thì 50% là nó phụ thuộc cho cái lượng nhập khẩu đậu nành. Mà hiện nay cái nhập khẩu đậu nành vô thì nó không ổn định do cái tác động của địa chính trị của thế giới, ảnh hưởng tới cái tàu bè mà vận chuyển về Việt Nam, ảnh hưởng tới thời tiết, ảnh hưởng tới mùa vụ. Dù có vùng nguyên liệu 300 hectare và đầu tư luôn cả nhà máy chế biến thức ăn cho cá, công suất 450 tấn một ngày, nhưng doanh nghiệp này vẫn chịu ảnh hưởng do xuất khẩu giảm mạnh. Nửa năm qua, doanh thu chỉ bằng 30% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo đều quyết tâm để rà soát lại tất cả các chi phí mà mình tiết kiệm được, tiết giảm được để mà cho cái giá thành mình tốt nhất, để mà mình cung cấp cho cái khách hàng với cái giá tốt cũng như là chất lượng tốt. Tôm, cá tra, cá ngừ là những ngành hàng có doanh số giảm 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo một số doanh nghiệp, tồn kho và áp lực trả nợ vốn vay ngân hàng đang khiến nhiều doanh nghiệp phải giảm giá bán, có khi tới 50%. Tuy nhiên, đáng lo ngại là càng giảm giá, đối tác càng chậm đặt hàng, thậm chí ngưng mua, khiến hệ lụy khó khăn càng lớn.